bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết tiếc, quên đi hận thù. Kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường. Sẽ mở rộng một trời yên vui, xua tan mau những ác mây đen. Trời yên vui, xua tan mau những áng mây đen, phiêu du giữa dòng đời. Mấy đứa có biết rằng cái gì gọi là tôn trọng người lớn hay không? Ba hỏi lại một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Dạ thưa, Khanh mới chính là người đổ cà phê lên laptop của Hân. Hoa. Dạ. Gọi ngay cho phòng nhân sự, ngay trong ngày hôm nay ra quyết định đuổi việc. Dạ thưa bác. Im. Ra khỏi phòng. Tiếp đi. Alo, phòng nhân sự. Dạ, nghe. Đây là bản hợp đồng của anh. Ừ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ rồi. Dạ, anh Khang đã dặn chuẩn bị cho anh một văn phòng. Nếu anh cần thì sẽ tuyển dụng trợ lý hoặc thư ký cho anh. Không biết là anh có yêu cầu gì về việc trang trí văn phòng và tuyển dụng không anh? Ờ, về mặt nhân sự thì tôi sẽ sử dụng trợ lý riêng của mình. Dạ. Còn về phần sửa chữa văn phòng đó, tôi sẽ cho người qua đo đạc rồi gửi bản thiết kế qua. Dạ. Sau. Dạ em xin lỗi nhưng có chuyện lớn rồi đó chị. Chị Hoa vừa gọi điện xuống nói là bác Phong vừa ra lệnh lập tức trong ngày hôm nay phòng nhân sự phải đuổi việc chị Khanh. Cái gì? Nè. Nè. Cô không sao chứ? Cô có sao không vậy? Hả? Đưa đi bệnh viện. Cô chưa nói không đó. Tôi không muốn ai nhìn thấy. Tôi không đồng ý đuổi việc cô Khanh. Suy cho cùng á, trong chuyện này không phải lỗi của nó. Anh nói như vậy là sao? Không phải lỗi của nó thì lỗi của ai? Lỗi của anh. Mọi chuyện ra nông nỗi như vậy tất cả là do anh đó. Anh nói cái gì vậy? Anh không thấy sao? Con Khanh đã làm đủ mọi thứ để chứng minh năng lực của nó. Nó tìm mọi cách lo mọi việc, anh không công nhận. Nó được giải thưởng cao, được khách hàng chọn lựa, cuối cùng thì sao? Anh loại bỏ nó. Cái cách xử sự của anh đã khiến con nhỏ nông nỗi đi làm những chuyện con nít như vậy. Có phải bây giờ tôi làm bất cứ một chuyện gì cũng khiến cho anh ngứa mắt phải không? Anh là một người tự cao thượng đại. Bây giờ ai góp ý anh? Anh cho là chỉ trích. Anh nghĩ anh lúc nào cũng đúng sao? Tôi không phải là người tự cao tự đại. Tôi sẵn sàng nghe ý kiến của bạn, nhưng đó phải là góp ý chứ không phải là những lời chỉ trích mang tính hiềm khích cá nhân. Tôi hiềm khích với anh cái gì?
Anh biết đó, từ lúc tôi mua hộp cổ phần của anh Vinh, khiến cho ông Tiến ngồi vào ghế của hội đồng quản trị, thì anh luôn cảm thấy có cái gai trước mắt anh, đúng không? Không lẽ anh cảm thấy mình không có trách nhiệm gì trong chuyện này à? Cuối cùng thì anh cũng nói ra lời thật lòng của mình rồi. Tôi sẽ... Xin lỗi anh. Alo. Con nhỏ có sao không? Được rồi, ba sẽ về nhà liền. Tôi sẽ cùng anh kết thúc câu chuyện này vào ngày mai. Bên nhà có chuyện gì à? Con tôi không được khỏe. Thôi, tôi xin phép anh. Sao em chưa ngủ nữa? Sao anh ngồi một mình mà không mở đèn? Khanh vẫn chưa về. Chưa về nữa hả? Anh gọi điện cho Khanh chưa? Anh gọi rồi, nhưng nó khóa máy. Vậy hay là mình đi tìm đi. Anh đã chạy xe vòng vòng tìm nó rồi nhưng mà không tìm được. Có lẽ nó đã ra Vũng Tàu chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ. Vậy sáng mai mình ra Vũng Tàu nha. Ừ, nhưng em cũng đừng có nói chuyện này cho mẹ biết. Có chuyện gì mà giấu không cho mẹ con biết? Dạ, dạ chào cậu. Không có gì đâu cậu. Nè, đừng có dùng giải thưa mà che mắt cậu. Hai đứa mau khai ra chi tiết đi. Sao? Sao lại không nói? Dạ, con nghĩ là đúng là hai người đã đang có vấn đề. Ngày thường mà nghe bên nhà ông Phong có chuyện gì đó là ổng lật đật chạy qua bên đó liền. Vậy mà hôm nay ổng ngồi yên à? Có vẻ như là cậu càng gây chuyện với ổng thì ổng càng cay cú trút bực tức lên người ông Phong. Vì ổng cho rằng á, nếu như mà ông Phong á mua được cổ phiếu công Vinh thì cậu sẽ không có cơ hội để mà quậy phá ổng như ngày hôm nay đâu. Dạ, con biết rồi. Con sẽ tiếp tục để ý cho. Dạ. Mẹ. Chuyện lạ quá ha. Sao hôm nay con về sớm vậy? Thì hôm nay 3 giờ sớm, con cũng phải biết thân biết phận về sớm chứ mẹ. Vậy mà mẹ tưởng con phải đi với con Khanh để an ủi nó. Khanh có chuyện gì mà con phải an ủi Khanh? Hôm nay bộ con không ở công ty sao? Thì hôm nay con lên công trường công tác mà mẹ. Thôi đi, cô đi chơi thì có, ở đó. Thôi bỏ qua chuyện đó đi mẹ. Mà mẹ nói cho con biết đi, Khanh có chuyện gì vậy? Con nhỏ đã bị đuổi việc rồi. Tại sao lại như vậy? Sao hai đứa có thể nghĩ con Khanh là người như vậy? Dạ, chính Khanh đã nhận điều này rồi cậu. Nếu là cậu á, thì cậu nghĩ con nhỏ đó nó đang bao che cho ai đó. Và cái người này á, phải thân và tốt với nó thì nó mới bao che như vậy. Nè, hai đứa không cần suy nghĩ, chắc cũng đã hiểu rồi hả? Chắc chắn là Khanh nó đang rất buồn và thất vọng.
Alo anh nghe nè. Anh hả? Khanh không có về đây. Sáng nay Khanh có gọi về, nói với mẹ là sẽ đi du lịch nước ngoài mấy ngày. Vậy hả? À, trưa nay anh họp xong á, chạy xuống đón em nha. Vậy tôi không cần đâu, em tự về được rồi. Vậy nha. Alo. Làm thiện nguyện ở đây hả? Tôi lớn lên ở đây mà. Cô có thường tới đây không? Tôi cũng thường tới đây với Khanh, nhưng mà chỉ vào dịp hè thôi. Chỉ mới có 2 năm nay à. Hèn chi, 2 năm vừa rồi tôi ở nước ngoài, cho nên tôi chưa gặp hai cô. Thôi anh dễ tiếp đi nha, tôi về Sài Gòn có chuyện. À, để tôi đưa cô về Sài Gòn, tôi cũng có việc ở đó mà. Vậy có phiền anh không? Có gì đâu, cô cứ bao tôi một ly cà phê, coi như là trả công cho tôi là được rồi. Vậy cảm ơn anh. Điên thiệt. Chị làm. Chị đi mua rửa. Đi đâu hỏi anh chi? Chị đi mua cũng được, nhưng mà phải cho em biết để em báo cáo lại với bậc trường. Muốn chết không? Hôm nay chơi trò báo tin nữa hả? Không có, chị thông cảm cho em, cả nợ là nhiệm vụ em được giao mà. Em về làm á thì sẽ đi theo chị Hân nha. Dạ em biết rồi. Tại sao lại là con nhỏ đó? Hân là nhân viên của Khanh mà. Vì Khanh đã nghỉ việc nên Hân sẽ tiếp quản hết công việc của Khanh. Đồng thời sau này Hân sẽ trở thành tổ trưởng tổ thiết kế. Vì vậy việc nhân viên đi theo Hân là chuyện bình thường mà. Cái gì? Đứa con hoang nó được lên chức hả? Mọi chuyện không thể nào như vậy được. Trời, tìm được cái gì chưa? Toàn là tài liệu công việc không à. Công việc gì? Thì toàn là bản vẽ thiết kế không đó. Mày đúng là vô dụng mà. Ngồi cả buổi trời mà không tìm được cái gì hết. Mày vô duyên quá. Cái ô cứng này là cái ô cứng của nó làm gì? Mày kiếm hình ảnh đâu ra? Đúng rồi đó, con nhỏ đó nhìn qua cũng biết nó đâu phải loại người ăn chơi nhảy múa gì mà có hình ảnh cho tụi bay tìm. Ừ phải đó. Phải cái đầu tụi mày á. Thứ tao cần tìm á là không phải hình ảnh ăn chơi của nó, mà tao muốn xem là nó có ăn bớt, ăn xén, ăn chặn của công ty hay không, để mà vạch mặt nó ra. Có mấy cái đó nó cũng giấu kỹ lắm, không dễ dàng cho mày tìm ra được đâu. Hay là cái gì không tự nhiên được á thì mình nhân tạo đi. Là sao mày? Mày ngu quá. Có như vậy mà cũng không hiểu nữa. Bị ba cái vụ đường huyết này tao phải ngậm kẹo mệt quá. Ba phải ráng ngậm đi cho khỏe mà. Chà, ba thấy là cái đám cổ đông có vẻ như đang khoái dự án của cha con mình. Con cứ lo tiếp đi. Con biết rồi ba. Nếu mà cái dự án này nó thành công á, thì coi như là cha con mình có thêm thực lực để thâu tóm An Phát. Ba, thật sự con rất mong. Cái gì? Ông anh rể đó với đứa con quan của ổng cuốn gói ra khỏi An Phát. Yên tâm đi, cái ngày đó sẽ không lâu nữa đâu. Ông cậu nghe,
Yên tâm, cứ để ông cậu lo tiếp đi. Thôi nha. Cái ngày mà con mong muốn á, sắp đến rồi. Thật vậy hả ba? Đi thôi. Dạ. Cô Minh ơi, có bưu phẩm dạ. này gửi cho cô nè. Dạ, cảm ơn anh. Cô ai gửi vậy anh? À, không thấy ghi tên trên hộp. Chỉ thấy ghi chữ khẩn trên nắp hộp thôi. Ủa, là ai vậy? Vậy cô có muốn tôi mở giùm cô không? Dạ, cảm ơn anh. Anh mở giùm em nha. Chắc ai đó tặng quà cho cô, nhưng muốn tạo sự bất ngờ cho cô đó. Dạ. Con không sao thiệt chứ? Dạ thiệt, con không sao mà. Dạ, mời vào. Vào đi anh. Là ba con đó. Con có bị sao không con gái? Dạ, con không sao đâu ba. Con ổn mà, con bị giật mình chút xíu à. Đầu đuôi như thế nào? Kể cho ba nghe xem. Chắc là một số người đùa giỡn quá lố thôi à. Không có gì nghiêm trọng đâu ba. Anh à, Khang nó đã nhờ cậu Kiệt cố vấn pháp luật mới của công ty để xử lý chuyện này. Bắt đầu từ ngày mai, tụi nhỏ sẽ thay phiên nhau đưa Minh nhà mình đi học để đề phòng bất trắc. Không cần phiền phức gì đâu mẹ. Cần chứ con. Nếu anh chị không đưa con đi thì đích thân ba, ba sẽ là người đưa con đi. Và cả mẹ nữa. Thôi con thua ba mẹ rồi đó. Ngoan con gái. Tôi xin lỗi anh nha. Anh đang bệnh mà vẫn phải làm phiền anh, thấy ngại quá. Chỗ anh em mà, đừng khách sáo như vậy. Bạn gái hả? À không, tôi đang làm cố vấn pháp luật cho công ty của gia đình cô gái này. Nên giúp được gì thì giúp thôi. Yên tâm đi, mấy anh em theo dõi vụ này rất giỏi nghiệp vụ. Không bao lâu sẽ điều tra ra chân tướng vụ này. Mai là tôi xuất viện rồi. Anh lành hẳn chưa đó? Ta vẫn còn băng bó kìa. Đúng là bác sĩ chưa có cho xuất viện, nhưng mà thấy anh em điều tra cực khổ, giải nắng dầm mưa ở ngoài kia, mình là đội trưởng, nằm rung đùi ở trong này không có yên. Anh lúc nào cũng vậy hết. Đi thăm bệnh á hả? Bánh trái đâu? Sao không có gì vậy? Tôi đi thăm cô hồi nào mà phải cần để bánh trái. Tôi đi thăm bạn, tình cờ đi ngang qua, ghé vô thôi. Vẫn còn ấm ức dù bị đánh trúng đầu hả? Phải. Tôi xin lỗi vì đã dùng cách bạo lực như vậy để cầu cứu. Và cảm ơn là vì anh vẫn giúp tôi. Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Giúp người là chuyện phải làm mà. Sao cũng được. Cứ coi như là tôi nợ anh một lần nha. Mời vào. Dạ, chào chú. Đã đến giờ khám bệnh rồi. Dạ, tôi đi trước nha. Sao? Thuốc mới đã về rồi, con vẫn giữ ý định là thử chứ? Con sẽ thử. Dừng lại dự án Trung Ngân An Phát. Tại sao chứ? Vì tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nhảy vào thị trường bất động sản. Người ta nhảy ra còn không kịp, tại sao anh nhảy vô?
Dự án của chúng ta là có cách đi riêng. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhất định là nó phải thành công. Trên đời này làm gì mà có chuyện chắc chắn 100%, nhất là trong điều kiện thị trường hiện nay. Tôi không muốn cá cược với một dự án lớn như vậy. Anh nói như vậy là anh phủ nhận toàn bộ công sức mà tôi chuẩn bị bao nhiêu năm qua. Tôi phủ khi nào? Tôi chỉ nói là tạm thời dừng lại, chứ có nói là bỏ luôn đâu. Khi nào thấy thích hợp thì chúng ta làm lại. Dạ thưa ba. Thôi, khi nào là khi nào? 1 năm, 10 năm hay là 100 năm? Anh nghĩ sao là tùy anh. Nói chung á, là dự án này phải tạm dừng. Còn nữa, tôi đã nói phòng nhân sự kiếm con Khanh về làm việc trở lại. Anh đừng có làm khó nó nữa nghe chưa. Anh ba, tôi nghĩ tôi nên ra khỏi đây trước khi tôi không giữ được bình tĩnh. Ông đi ra ngoài đi. Ba, ba, con xin phép. Ba, 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 chiều nay ba sẽ không ở trong công ty. Dặn cô qua, nếu không có chuyện gì cần thiết thì đừng có gọi điện thoại cho ba. Ba, ba. Nè, sao chị? Cái này em làm gì được không chị? Ừ, vậy được rồi em. Dạ. Nè. Dạ. Cô đọc có hiểu gì không vậy? Không có vấn đề gì đâu, tôi xử lý được mà. Ừ, thôi được. Mọi người ơi, ra ngoài ăn trưa đi nha. Dạ, okay. Đi thôi. Lát nữa, khi cô ra sao, nhớ bấm cửa đó. Tôi biết rồi. Đi. À đúng rồi. Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô. Sao rồi, đã làm quen với tất cả mọi người chưa? Dạ, hồi nãy chị Phụng cũng đã đưa cho tôi hồ sơ để đọc và làm quen rồi. Cố gắng lên nha. Ừ, nhất định là tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. À, tất cả mọi người trong phòng này á đều xưng hô theo độ tuổi của nhau. Theo cách của mọi người, cứ gọi nhau là anh em đi. Dạ, em biết rồi. Ủa, mọi người đi ăn trưa hết rồi, em không đi ăn sao? Em có mang cơm theo nên em ở lại. Hôm nay anh bận một số công việc cho nên không nói chuyện với em nhiều. Hẹn hôm sau nha. Dạ. À quên nữa. Dạ. Lát nữa gọi giùm tôi một ly cà phê, mang lên phòng của tôi nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Xin lỗi, tôi có làm phiền không vậy? Ừ. Không, em chỉ vô đây báo là hôm nay canteen hơi đông, cho nên là người ta sẽ mang cà phê lên trễ. À, không sao đâu, em có đem cơm với cà phê cho anh rồi nè. Sao em biết anh cần mà tiếp tế hay vậy? Trời ơi anh có nhớ lần nào anh đi họp mà không có cơm ăn không? Em không làm phiền nữa, em xin phép ra ngoài. À khoan đã. Dạ. À, đến giới thiệu, đây là Thái Hà, nhân viên mới của phòng anh. Còn đây là Ngọc Hân, làm việc ở phòng thiết kế. À, chào cô. Chào chị. Thôi em có việc phải làm, em ra ngoài trước nha. Ừ. Mình ngồi được không?
Chà, rượu sầu mà uống một mình là càng sầu hơn á. Biết đâu tôi có thể giải được cái nỗi sầu của bạn. Tôi sầu khi nào vậy? Dự án chung cư An Phát, đường đường là một cổ đông lớn, là người gầy dựng lên An Phát và cũng là người chèo chống chính hiện nay. Vậy mà để người ta chèn ép. Nếu mà ông muốn á, thì tôi sẽ vận động các cổ đông ủng hộ cho ông làm chủ tịch. Lúc đó thì tha hồ thực hiện các dự án ước mơ. Tôi cảm ơn cái lòng tốt của ông, nhưng tôi không muốn. Nhưng mà tôi vẫn tin một ngày nào đó ông sẽ tìm đến tôi. Tôi xin phép tôi về trước. Không biết Hợp có chuyện gì không mà bây giờ còn chưa xong nữa. Ôi mẹ ơi, có khi mố mà thiệt kệ của họ được chọn không hè. Ăn nói vô duyên. Thôi mọi người đừng có căng thẳng quá. Anh em mình từ trước tới giờ xuất phát trận nào là thắng trận đó. Tôi tin chắc là lần này cũng sẽ như vậy. Mọi người cứ yên tâm đi, em rất có lòng tin vào trận này. Có tin rồi kìa. Dạ, đến công ty anh chị trình bày rồi ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, tôi là kiến trúc sư Phạm Ngọc Hân. Tôi xin đại diện cho công ty cổ phần xây dựng An Phát. Tôi xin được trình bày bản thiết kế của công trình Đại học Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, bản thiết kế này được xây dựng dựa trên ý tưởng. Khoan đã, hình như bên công ty An Phát có sự nhầm lẫn gì phải không? Xin lỗi, bộ có vấn đề gì sao? Cái bản thiết kế này mà anh chị đang trình bày, cách đây một tiếng bên thế kỷ đã trình bày với chúng tôi rồi. Ủa, là sao? Hả? Không, không thể như vậy được. Dạ thưa, toàn bộ máy tính để bàn và máy tính cá nhân ở phòng kế hoạch và phòng dự án đều đã được niêm phong để chờ phòng IT kiểm tra. Còn băng ghi hình an ninh cũng đang được kiểm tra tỉ mỉ. Mọi người đang ở đâu? Dạ, mọi người đang ở trong phòng họp. Thôi được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Dạ, dạ xin phép. Anh tin sao? Tôi tin tụi nhỏ. Các cổ đông không vì câu nói của anh mà bỏ qua cho tụi nhỏ đâu. Tất nhiên, nếu nói chuyện với người ngoài, tôi sẽ không thật lòng như vậy đâu. Tôi đích thân phải đi giải quyết chuyện này. Đủ lắm rồi đó. Tại sao những nhân viên như chúng ta suốt ngày phải chịu trận cho những người con ông cháu cha như vậy chứ? Em nói cái gì vậy Hương? Chị Hân, đây là lỗi của chị mà. Chị lên tiếng đi chứ. Hương à, Hân cũng là nạn nhân đó. Chị ta không phải là nạn nhân. Chính mắt em và anh Tuấn đã nhìn thấy chị ta đi cùng với cái gã bên công ty Thế Kỷ. Anh Tuấn, anh lên tiếng đi chứ. Sáng nay anh còn nói với em là đã thấy chị Hân và cái gã đó chào hỏi nhau rất là thân mật mà.
Điều này chứng tỏ chị ta đã quen biết anh ta từ trước rồi. Anh cái gì? Anh biết cái gì thì anh nói ra đi chứ. Vậy cuối cùng chuyện này là sao? Cậu phải nói rõ ràng cho mọi người biết chứ. Dạ, cách đấy mấy ngày em và Hương có thấy cái gã hội sản chào hỏi chị Hứng, đưa chị về công ty. Chào nha, gặp lại sau. Thì ra con ông độc của công ty chính là đứa con hoang này chứ không ai khác. Làm à, mọi chuyện chưa rõ ràng, em đừng có ăn nói lung tung được không? Đúng vậy á, chuyện mà Hân quen với người bên Thế Kỷ á, cũng chưa nói lên được điều gì hết. Tôi quen anh Trí là do anh ấy đến trường khiếm thị của em Minh làm công tác thiện nguyện. Và bắt đầu từ đó thì hai người nắm tay nhau để phản bội cái công ty này chứ gì. Làm tôi không có. Để cho Hân nói hết rồi em lên tiếng được không? Có chuyện gì vậy? Ba, tụi con đã tìm được con ốc độc của công ty này rồi. Chính là nó đó. Có bằng chứng gì không? Chính Hương và Tuấn đã thấy nó qua lại với người của công ty Thế Kỷ. Như vậy là đủ bằng chứng chưa ba? Chỉ vậy thôi sao? Ba, như vậy là quá rõ ràng rồi đó. Khi nào có nhân chứng vật chứng, chỉ rõ là Hương đã giao bản thiết kế cho Thế Kỷ và nhận lại lợi nhuận, thì lúc đó mới gọi là rõ ràng. Ba. Đủ rồi. Bác ơi, bác ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ, bên phòng IT đã có một phát hiện quan trọng. Là việc gì nó đi? Dạ, họ đã tìm được bằng chứng về việc gửi tài liệu cho bên công ty Thế Kỷ từ một laptop. Laptop của ai? Dạ, của... Của ai? Dạ... Không thể nào. Để coi mày còn dám chối nữa hay không. Ba, như vậy đủ bằng chứng chưa? Tại sao lại như vậy? Bây giờ tôi muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào. Tôi sẽ không... Chính mày đã hại Hân. Tất cả là muốn của mày đúng không? Anh dừng lại. Nè. Buông ra. Anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì? Mày muốn nói cái gì? Tới cơ quan công an đi rồi nói. Nè, Hân là bạn tôi. Tôi không bao giờ hại bạn bè của mình hết. Buông ra. Buông vào tao ra. Buông ra. Nè, anh muốn lên phòng tôi nói chuyện không? Hay là muốn đi đâu? Tôi chỉ mới tiếp nhận dự án này mấy ngày gần đây. Còn tất cả những chuyện trước kia là do tại giám đốc cũ phụ trách. Vậy anh ta đi đâu rồi? Anh ta định cơ bên Úc á, theo dạng hôn nhân. Như vậy thì có thể có đủ các yếu tố để cấu thành một vụ án đưa về nhận hối lộ. Tôi đề nghị báo công an. Không được. Xét thời điểm hiện tại bây giờ, bác Trường chỉ muốn giải quyết nội bộ vụ này. Tôi cũng đang giúp các anh với tư cách là cá nhân. Chứ còn nếu như công ty tôi mà giải quyết chuyện này, cũng chỉ muốn giải quyết nội bộ, chứ làm lớn chuyện ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thế Kỷ. Nếu vậy thì hai anh dám chắc chắn là Ngọc Hân không liên quan đến chuyện này? Tôi chắc chắn. Vậy anh có thể cho tôi xem laptop của Ngọc Hân cũng như máy tính để bàn và ở nhà cô ấy được không? Bên IT của công ty đã kiểm tra rất kỹ, không hề có dấu hiệu xâm phạm vào laptop của Hân. Không phải là tôi không tin bên IT, nhưng dù sao chúng ta cứ kiểm tra lại cho chắc ăn hơn. Tôi có quen một tay hacker, biết đâu chúng ta tìm ra được manh mối gì thì sao? Em đừng có lo lắng nữa. Nhất định anh sẽ giúp em lấy lại sự trong sạch cho em. Em không lo lắng cho em. Tại em có làm gì sai đâu. Em lo cho bác Trường thôi. Bác Trường? Anh có nhớ cậu Khánh đã nói gì không? Cậu đã nói là trong chuyện này hình như là Khánh đang bao che cho ai đó.
Em bắt đầu cảm thấy cậu nói đúng rồi đó. Ý của em là đôi khi mọi việc không đơn giản như mình nghĩ. Tất cả mọi việc mà em trải qua không liên quan đến tranh giành công việc, không liên quan đến tranh giành hợp đồng, mà nó đơn giản chỉ là sự đố kỵ đã tồn tại trong nhiều năm rồi. Nếu thực sự là Thiên Lam làm thì không những gây khó khăn cho bác Trường mà còn gây khó khăn cho cả tương lai của An Phát nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ cho Khanh. Sao chị ghé trễ quá vậy? Chị nghe nói là trong cuộc họp em đã rất quyết liệt chỉ trích Hân. Em chỉ nói sự thật thôi. Em và Lam về cùng một đội khi nào vậy? Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu. Để chị đoán nha. Nếu mà là theo tính cách của Lam thì Lam sẽ nói với em người đổ cà phê lên laptop là Hân, và Hân cũng là người đã đổ lỗi cho em. Sau đó thì kèm theo những hứa hẹn về tài chính. Nhưng mà chị nói cho em biết, người thực sự đổ cà phê lên laptop là Lam, và người chủ động đổ tất cả mọi tội lỗi cho em cũng là Lam. Bây giờ em nghĩ đi, nếu mà câu chuyện này bị phanh phui ra, bản thân Lam còn lo không xong thì nói gì mà đảm bảo tài chính cho em? Tất cả những lời hứa đó sẽ tan vào mây khói. Em đang làm chuyện hại người đó, và hại chính cả bản thân mình nữa. Hãy dừng lại khi còn kịp. Em không biết là chị đang nói gì nữa. Em xin lỗi chị, em không giúp được gì cho chị đâu. Em suy nghĩ đi rồi gọi cho chị. Con đứng lại. Ngồi xuống đây cho ba. Dạ. Dạ, có chuyện gì hả ba? Con bằng với mẹ thuê mặt bằng để mở tiệm lớn. Tiền vốn là lấy từ chuyện đi hai người này phải không con? Dạ, không phải vậy đâu ba. Con có dám nhìn thẳng vào mắt của ba không? Và trả lời lần nữa hay không? Con là đứa con gái luôn làm cho ba tự hào. Từ nhỏ cho tới lớn, dù cho gia đình có khó khăn cỡ nào, con cũng luôn sống rất tốt, luôn nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của mình, không luồn cuối, không hại người. Con á, con phải làm cho ba tiếp tục tự hào. Con là con gái của ba, là người biết sai mà chịu sửa. Ba, con đem số tiền đó trả lại và nói ra toàn bộ sự thật. Nếu con cãi lời ba thì ba coi như không có đứa con như con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào em, mời em ngồi. Dạ. Có chuyện gì mà gọi em qua gấp vậy? Cách đây mấy ngày, Phương Minh có nhận được một bưu phẩm và mở ra trong đó là một quả bom khói. Rồi quậy có sao không? Mà sao giờ này anh mới nói cho em biết? Quậy không sao, chỉ bị hoảng sợ nhẹ thôi. Anh cứ nghĩ là chuyện này không liên quan tới em, nhưng mà sau khi điều tra thì anh nghĩ là chuyện này liên quan rất chặt chẽ với em. Anh nói gì vậy? Công an đã bắt được kẻ gửi bưu phẩm, nhưng một mặt là hắn ta không khai. Hắn ta tự nhận mình là người đã gửi bưu phẩm đó, mục đích để đùa giỡn. Nhưng mà công an đang nghi ngờ có kẻ đứng đằng sau. Nè, anh đừng có nói là kẻ công an đang nghi ngờ là em nha. Sau khi làm việc với bên công an và chính anh tự điều tra và phát hiện ra, gã này có một cô em gái tên là Trinh. Trinh? Cái tên này có gợi nhớ cho em điều gì không? Sao? Không lẽ... Thôi mệt quá, xem hình luôn đi cho chắc ăn. Thế sao? Có quen không? Em sẽ gặp cô ta để giải quyết chuyện này. Anh gọi em tới đây là để thông báo cho em biết, để em tự đề phòng cho bản thân của mình, chứ không phải muốn em giải quyết gì đâu. Bởi vì cô ta hiện giờ đã mất tích rồi, anh sợ là cô ta sẽ gây bất lợi cho em đó. Nếu vậy anh phải sợ cho Minh hơn chứ. Yên tâm, anh đã nói chuyện này với gia đình của Minh rồi, và sắp đặt vệ sĩ đi theo bảo vệ cho Minh. Lần này chưa cái tính đầu qua nghe chưa. Anh nói cho em biết, không phải qua nào cũng thơm đâu. Em ra ngoài chút đi, lát nói chuyện sau. Nè, Nam. Nam. Ê, đi đâu mấy ngày nay vậy? Có biết ta lo cho My lắm không? Mình đã nghe Hương kể tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ Lam muốn mình sẽ nói với bác Trường, hay là chính miệng Lam nói? Đừng có nghe nói bậy. Mình không nghe Hương nói, mà nghe Lam nói đó. Bản thân mình đã gây ra lỗi thì không có tư cách gì trách ai đâu. Lam không có làm sai gì hết, và cũng không có lỗi gì hết. Lam chỉ muốn bảo vệ và lấy lại công bằng cho Khanh thôi. Alo anh hả? Anh giúp giùm em báo cho đội vệ sĩ là em muốn đi theo Minh một đoạn, mà không muốn cho cô ấy biết. Anh nói họ là đừng có bụp em đó nha. Muốn quên mà sao không thể quên. Cái dụng tố con Hưng, bản thiết kế cho công ty đối thủ, ai đã giúp con trong chuyện này? Dạ, tôi chắc chắn là nó vẫn còn ở trong nước, và chắc là vẫn mình em. Bởi vì nó thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại bàn về cho mẹ tôi. Thật ra chuyện tìm người mặc dù rất là khó khăn, nhưng mà tôi hứa sẽ cố gắng giúp anh. Mày điên rồi hả? Mày muốn hại chết tao hả? Cái này là... Ủa? Mày muốn tao giúp mày thì tôi giúp mày thôi. Bây giờ đổ từ tao là sao hả Lâm? Tao nói là tao muốn hạ giận, chứ tao không nói là muốn hạ chết người. Trong cái chuyện này á, không dễ xử lý như chúng ta đã tính toán đâu con. Không cần biết tao dùng cách nào, nhất định không được để đứa con Quang đó yên thân. Con cứ yên tâm, cho dù khó khăn cỡ nào, con cũng sẽ không buông tha cho đứa con Quang đó đâu. Nè, chịu nói thiệt lòng đi, rồi tôi sẽ ở nhà để tác hợp cho hai người đi chuyến này. Cô giúp tôi thiệt hả? Nói thiệt á thì tôi cũng không thích đi Hà Nội đâu.